À, chào cả nhà. Rồi đúng rồi, bên đây bấm rồi phải không? Dạ. Thì hôm nay là Mai đang ở phòng tiểu phẫu của BB và mình sẽ có một cái ca livestream. Thì trước giờ mọi người thấy là livestream nào là không xâm lấn rồi livestream các dịch vụ trẻ hóa da. À, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu được sự đồng ý của chị Dương là cho phép BB được quyền chia sẻ cái hình ảnh chị đang điều trị. Thì bây giờ bác sĩ BB sẽ điều trị cho chị. Đây là bác sĩ phẫu thuật để có thể chia sẻ với chúng ta một cái cách, phương cách mà điều trị trong một cái trend, một cái xu hướng hiện nay trên toàn thế giới rất là nhiều. Ở các nước như châu Âu hay là Mỹ thì mọi người làm trẻ hóa bằng filler. Thực ra thì filler thì chúng ta cũng không lạ gì phải không ạ, cũng nghe nói nhiều rồi. Nhưng mà Mai cũng luôn chia sẻ với cả nhà rằng là filler rất là tốt. Nhưng vấn đề là filler loại nào? Loại của Mỹ được FDA công nhận hay Thụy Sĩ hay châu Âu được FDAC công nhận thì rất là an toàn. Còn cái thứ hai nữa là ai là người điều trị? Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ thẩm mỹ thì mới được phép điều trị. Chứ còn Mai cũng nghe được như là các bạn hot boy, hot girl đam mê thì cũng và cũng muốn là mình có cái điều kiện kinh tế thì đôi khi lại tự điều trị cho khách thì đâu không biết được những cái cơ, những cái xấu thì sẽ ảnh hưởng đến khách. Bây giờ thì mời bác sĩ sẽ chia sẻ cho chị Dương biết là chị Dương sẽ điều trị những gì nha. Yeah. Hay mời chị Dương ngồi dậy để có thể là đó, chị Dương có thể quay cái gương mặt lên đây chút xíu để cho Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta có một chị là chị Dương với cái sự lão hóa đồng bộ tổng thể trên khuôn mặt chứ không chỉ có đơn giản là rãnh mũi má hay là mép miệng ha. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ điều trị chỉ bằng filler, chỉ đơn giản là bằng filler. Thực tế là đối với chị Dương thì đã có chỉ định căng da mặt phẫu thuật rồi nhưng sợ mổ sợ đau cho nên là sẽ tiến hành một cái kỹ thuật sử dụng filler để làm căng da mặt cho chị nha. Bác ơi, Mai thấy là bác chị có rãnh này, rãnh rất là sâu này. Đó, cả nhà không biết là thấy được, chị Dương có thể giúp Mai quay lại chút xíu để cho mọi người thấy. Đó, bác ơi thì có phải là chị Dương bây giờ Mai thấy là cái rãnh của chị là hơi sâu phải không bác? Rồi ngoài ra là những cái phần nào bác sẽ chỉ định điều trị cho chị hôm Dương? Hôm nay sẽ chỉ định điều trị cho chị là tổng thể khuôn mặt, bao gồm cả cái vùng thái dương. À, thái dương là Mai thấy hơi hóp phải không bác? Đúng rồi, cái vùng thái dương, cái vùng hố mắt, rãnh lệ, hố lệ, rãnh mũi má, cái rãnh mép miệng và rãnh mép miệng sẽ đi nhích lên phải không bác? Đúng rồi. Dạ, và quá. Hơn nữa là cái phần xa trẻ cái da cổ. Ồ, có nghĩa là điều trị trên gương mặt mà cuối cùng là làm cho cái phần nọ cũng được cải thiện nữa hả bác? Đó là cái ứng dụng của cái phẫu thuật tiêm filler giống như phẫu thuật. Vậy chị Dương ơi, chị làm xong có chị xuống giường đến lượt Mai đó chị. Nghe là thấy ghiền rồi. Mọi người sẽ thấy được là sẽ tiêm xong thì cái da cổ sẽ được cải thiện rất là tốt. Mà mặc dù là không có can thiệp vì tác động gì đến cái da cổ hết. Chị Dương cho hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay thì 64 rồi nha cả nhà, 64 rồi. Thành thử ra là chị Mai thấy là ở cái tuổi, thậm chí là ở BB mình có bác, có những khách hàng mà 70 tuổi vẫn điều trị á bác. 70 tuổi luôn. Thành ra mình thấy là đúng là phụ nữ cái đẹp, làm đẹp là gọi là quyền lợi và gọi là niềm đam mê của chị em phụ nữ phải không bác? Vậy cũng phải cảm ơn các bác sĩ rất là nhiều nè. Rồi cảm ơn các hãng filler đã cho ra những cái sản phẩm tuyệt vời để chúng ta giữ mãi cái thanh xuân. Ví dụ như năm nay là Mai cũng 50 rồi. Phải không ạ? Nhưng mà thực ra là Mai cũng nhờ công nghệ rất là nhiều để có thể giúp cho mình được là giữ được cái vẻ bề ngoài của mình. Và chị Dương không biết là trước đây là chị đã điều trị những gì rồi ạ? Trước đây chị có căng chỉ rồi. Chị có căng chỉ rồi, rồi chị có làm gì nữa? Sợ mổ sẽ không dám. Nên thấy tiệm Baby Thanh Mai làm đẹp, chị cũng muốn đi làm đẹp, thấy Thanh Mai đẹp lắm. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị những lời có cánh. Vậy là bây giờ bác sẽ chỉ cần sau một ít phút thôi thì bác sẽ điều trị cho chị. Đương nhiên bình thường thì sẽ nhanh hơn, nhưng mà có điều là hôm nay bác vừa làm và vừa live stream chia sẻ thì có lẽ là hơi mất thời gian một tí, nhưng mà chị an tâm là bởi vì thứ nhất là trong những cái thuốc của mình đều có cái tê phải không bác? Thành ra chị sẽ không có cảm giác khó chịu gì hết. Cái thứ hai nữa là bác cũng rất là khéo về bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, cũng biết cơ biết sớ phải không bác? Tại vì Mai thấy, Mai nghe nói bác có thể chia sẻ tại sao mà nhiều hot boy hot girl mà chích cái mũi cho khách là khách bị hoại tử hoặc là bị thị lực bị ảnh hưởng không bác?
Dạ, thật ra là tiêm filler rất an toàn nếu như mà biết cách tiêm. Dạ. Và để tiêm một cách an toàn thì đòi hỏi là phải là bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ da liễu đã được học và đào tạo qua một khóa chuyên về kỹ thuật tiêm và nắm rõ cái giải phẫu về mạch máu, động mạch, tĩnh mạch của cái vùng mình tiêm thì mới thực hiện được cái kỹ thuật tiêm filler một cách an toàn. Thì đẹp thì phải an toàn. Đúng rồi bác. Mà bác có thể chia sẻ là cái quá trình học của bác là bác mất bao nhiêu thời gian để có thể trở thành bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ được không ạ? À, ở Việt Nam á, thì mình học bác sĩ thì mất 6 năm. Thì ra trường thì mình sẽ là bác sĩ đa khoa. Và mình sẽ tiến hành đi học bác sĩ về phẫu thuật thẩm mỹ thêm 2 năm. Có khi học 3 năm. Nếu như có thêm cái lớp định hướng. Thì sau 3 năm học đó thì mới một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ mới có thể được chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên vẫn chưa được mở một cái cơ sở như vậy. Vẫn phải làm việc ở một cơ sở nhà nước hoặc là một cơ sở bệnh viện có khoa phẫu thuật thẩm mỹ tiếp tục trong vòng 2-3 năm nữa. Thì khi đó mới có thể được xin được cái giấy phép hành nghề. Khi đó mình mới có thể trực tiếp tiến hành điều trị cho bệnh nhân. Và khi đó người bác sĩ đó là hoàn toàn chịu trách nhiệm trực tiếp với bệnh nhân. Đó, cả nhà thấy không ạ? Có nghĩa là để trở thành một bác sĩ mà có thể điều trị được cho khách hàng thì chúng ta mất 6 năm học đa khoa, sau đó có thể là 2 hoặc 3 năm về chuyên môn phẫu thuật hay da liễu, rồi có nghĩa là chúng ta mất từ 8 đến 9 năm, rồi chưa kể là chúng ta cần phải làm việc ở trong bệnh viện một thời gian 2 đến 3 năm nữa thì chúng ta mới có thể điều trị được cho khách hàng. Như vậy là tổng qua máy tính sơ sơ thôi là mười mấy năm rồi. Nếu mà tuổi thanh xuân là coi như hết nửa đời thanh xuân rồi phải không bác? Chứ bây giờ nếu như một hot boy hot girl chỉ cần học vài tháng thôi mà lên điều trị thì cả nhà cũng thấy được rằng là nó có cái sự khác biệt như thế nào, phải không ạ? Thực ra thì đó là lý do tại sao Mai tuy là làm cái lĩnh vực này, Mai không phải là bác sĩ, nên khi mà Mai điều trị thì Mai luôn là mời các bác sĩ giúp đỡ, bởi vì mình có thể mình mời những bạn có kinh nghiệm điều trị và chỉ học vài tháng thì cái chi phí chắc chắn là sẽ mềm hơn, nhưng mà như vậy nó không an toàn một chút nào cho khách hàng. Mà Mai thì không đi theo lợi nhuận, BB không chạy theo lợi nhuận, mong là có một cái hiệu quả tốt cho khách hàng, chưa kể là những sản phẩm điều trị cho khách hàng đều là được CE hay là FDA công nhận, nên cả nhà họ hoàn toàn an tâm nha. Với lại Mai cũng tin giống như cương vị của bác sĩ như vậy, học 8-9 năm mà bây giờ Mai bảo bác ơi bác xài đồ Trung Quốc đi, bác đâu có xài, phải không bác? Hoặc là bác ơi bác xài đồ nhái, đồ không tốt đi, bác đâu có xài. Bác cũng sẽ phải chỉ định những xài đồ đàng hoàng tốt cho bệnh nhân, phải không ạ? Đúng rồi đó Thanh Mai. Rồi bây giờ thì xin mời chị Thu, chị Dương chúng ta cùng điều trị nha. Cháu Vinh đèn, có Vinh cần em đặt câu hỏi cho chị đó nha, hỏi cho chị với, tại vì ở xa quá chị không nhìn thấy các bạn nói gì, em đọc giùm chị với. Đây em đi để rút chim cho bác, rút chim cho bác. Cảm ơn chị Trang Trang. Bên đây hơi tối nè em ơi, bên đây hơi tối, bên kia thì được, bên đây hơi tối, đúng rồi đó. Cảm ơn chị Trang, vẫn tối đó em, vẫn tối cho sáng lên tí. Đã nói rồi. Sao để thấy tối lên bên đây ha? Chị nhìn thấy nó tối. Ok, cảm ơn chị Trang. Và bây giờ thì chị Trang sẽ được chứng kiến trực tiếp luôn, có nghĩa là bác sĩ điều trị với cái phần mà hõm thái dương cho chị Dương thì sẽ như thế nào. Chúng ta cũng sẽ cùng quan sát luôn nha, để cho giả sử như chị em nào mà đang muốn có nhu cầu tiêm filler hay là dưỡng trẻ hóa thì chúng ta có thể nhìn thấy an tâm rồi. Sau khi chị Dương điều trị xong thấy đẹp rồi, an toàn rồi thì lúc đó chúng ta có điều trị tại BB thì cũng chưa muộn, phải không ạ? Nói chung là chăm nghe mà một thấy cái đó mới tin, phải không? Mai không biết anh có đồng ý với Mai nói mà anh gật gù, phải không ạ? Đồng ý phải không ạ? Dạ, chị Bông có hỏi là tiêm filler sau một thời gian thì có bị sưng, có sao không? Không ạ. Thực về Mai thì cũng tiêm rất là nhiều rồi. Nói chung là sau khi tiêm xong thì nó sẽ hơi kiểu hơi nề nề một chút thôi. Nhưng mà cái chuyện này rất là bình thường.
sau 1-2 ngày thì sẽ trở lại bình thường, nhưng mà cái hơi nề đó thì kiểu như là người ngoài không nói thì không biết, chúng ta chỉ cảm giác như chúng ta ngủ hơi nhiều hay là chúng ta hơi mập hơn một chút, là hơi nề nề thôi chứ cũng không có vấn đề gì đâu chị. Đúng rồi, chị thấy bên đó hơi tối, đúng là bây giờ sáng rồi nè. Bảo Tình Đầm bảo em bấm vô chị cho nó sáng lên tí nha. Cả nhà thấy hay thì like share nha, để có thể chia sẻ cho thấy là một cái quy trình điều trị chuẩn mực của bác sĩ sẽ như thế nào. Tại vì đương nhiên chúng ta điều trị chúng ta phải lưu ý những điểm, là thứ nhất là cái cơ sở điều trị đó có được giấy phép hành nghề, có được giấy phép phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ hay không, có giấy phép đàng hoàng hay không. Bởi vì khi có giấy phép thì xử lý nước thải rồi xử lý các những cái phần khác trong ngành y sẽ được chuyên môn chuẩn hóa, chưa kể là ví dụ như là từ cái xây dựng phòng ốc nó sẽ phải được vô trùng. Như ở tại BB thì tất cả những cái phòng này buổi tối đều bật khử vi khuẩn cả đêm, rồi sau sáng hôm sau chúng ta mở máy lạnh lên để, và tất cả những cái dụng cụ thì đều được gọi là làm sạch theo đúng cái tiêu chuẩn của y khoa. Rồi chưa kể nữa là những cái dụng cụ, ví dụ mẹ nói như đi chẳng hạn như là chúng ta làm bằng gỗ đi thì không được phép. Trong phòng phẫu thuật không được phép là làm bằng gỗ mà phải bằng đá hoặc là bằng kính. Đó, chất liệu như vậy thì nó sẽ không có cái vi khuẩn. Rồi chưa kể nữa là những cái dụng cụ, rồi những cái đèn, nhiều thứ đòi hỏi phải theo cái chuẩn mực của y khoa. Đó là đầu tiên mà chúng ta cần lưu ý, là phòng khám có giấy phép để có thể điều trị cho chúng ta hay không. Thứ hai nữa là cái sản phẩm điều trị là gì? Có phải là được FDA, CE công nhận không? Mai hay nói câu này nhưng mà thật sự là ở nước ngoài để có một cái giấy phép quốc tế rất là khó cả nhà ơi. Đôi khi có những cái máy điều trị ra rồi mà mất phải 10 năm, hoặc là công nghệ ra rồi phải mất 10 năm. Các bác sĩ, các tiến sĩ, các cục quản lý dược mới test xem rằng hiệu quả và an toàn thì mới cho chúng ta một cái giấy phép FDA. Có nghĩa là đó, khi mà được cái giấy phép đó rồi là chúng ta an tâm, bởi vì có cả một cái hội đồng chuyên môn đã nghiên cứu, đã tìm hiểu và cho chúng ta biết được rằng an toàn, cứ vậy mà dùng. Thứ ba nữa là phải là ai là điều trị cho chúng ta? Phải là bác sĩ, có bác sĩ thẩm mỹ, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ da liễu, những bác sĩ mà học bài bản và đồng thời là đều được hãng huấn luyện một cách cụ thể, lúc đó chúng ta mới an tâm và giao phó cái gương mặt của chúng ta hay là cơ thể của chúng ta để chúng ta điều trị, phải không cả nhà? Chúng ta cũng phải là những người mà tiêu dùng thông minh, đúng không ạ? Anh gật gù hoài mới khoái mà. Mày nói mà anh gật gù. Không biết là cả nhà có câu hỏi gì cứ đặt với chị nha em đọc điều trị từ sao chị không thấy được. Chị Bùi Thậu có hỏi là trước khi tiêm filler có phải tiêm gì không chị? Thực ra thì trước khi tiêm thì Mai cũng không, ở đây cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, phải không bác? Tại vì mình cũng không phải là gây mê, gây tê, cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều là trong cái quá trình sau đó chúng ta điều trị thì chúng ta nên uống nước nhiều. Để mà filler là thành phần acid hyaluronic có trong khuỷu tay, khớp chân của chúng ta đó. Khi chúng ta trẻ thì cái acid hyaluronic này rất là nhiều, thì chúng ta có thể cử động, có thể vận động một cách rất là tốt, rồi cái da của chúng ta cũng được căng bóng, mịn màng. Nhưng với thời gian chúng ta mất đi cái acid hyaluronic này thì da của chúng ta sẽ không có được căng, không được mọng, nó giống như quả táo mà nó héo héo mà nó không có nước nữa cả nhà. Đó, kiểu như vậy. Thì đây các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu tổng hợp được acid hyaluronic bằng khoa học mà y như là những cái chất ở trong cơ thể của chúng ta, cho đưa ngược vào trong cơ thể của mình thì hoàn toàn là an toàn, vì nó tương đương như là acid hyaluronic trong cơ thể của mình. Đó, thành ra là sau cái điều trị xong thì thường các bác sĩ cũng khuyên là uống nước đầy đủ, rồi đồng thời là không được ví dụ như là xông hơi, rồi hoặc là rửa mặt nóng quá trong thời gian đầu. Đó, còn lại sau đó chúng ta sinh hoạt bình thường, không có cần phải kiêng khem, vì đây không phải là phẫu thuật ạ, nên rất là đơn giản. Đơn giản với chúng ta thôi nhưng mà phức tạp với bác sĩ, vì bác sĩ điều trị sẽ phải là người như thế nào thì mới có thể điều trị được, như Mai cũng nói nhiều lần rồi. Cái này có kim này có là bao lâu thì nên kim giảm filler? Thực ra là tùy, có những cái sản phẩm lên được tới 1-2 năm. Rồi có cái thì được 1 năm, 9 tháng. Nói chung là cũng tùy vào từng cái loại filler, cũng như là tùy vào vùng. Ví dụ như cái vùng cằm là cái filler đậm đặc hơn thì nó sẽ cứng hơn. Dạ, mời bác làm ạ. Bác cứ làm đi ạ. Dạ. Công nhân ở bên kia. Công nhân của mình có khen là mình đã từng làm ở đây và thấy rất là hiệu quả. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều và hy vọng là chị tiếp tục đồng hành ủng hộ BB nha. Con lau sạch cho cái một lần. Bây giờ bác đang lau sạch
bằng cồn phải không ạ? Cho chị Dương. Chị Dương Thắm thì có hỏi là dịch vụ này thì làm có đau không ạ? Thứ nhất đó là vì trong cái filler là có nhiều loại, mà có loại filler thì không có lidocaine, còn có loại filler có lidocaine là cái chất mà nó giúp cho chúng ta trong khoa học, trong y khoa để giúp chúng ta không cảm giác đau, đó là tê. Thành ra những cái thành phần mà BB dùng đều có cái lidocaine, thì đó là không có bị cảm giác đau nên chị an tâm. Còn nếu giả sử như khách hàng mà sợ nữa thì bác sĩ cũng sẽ có cái tiêm tê hay là bôi kem tê, nói chung có nhiều giải pháp khách hàng cảm thấy thoải mái nhất ạ. Đó là trong trường hợp mà gọi là khách hàng ngại nhất, tại vì có nhiều chị ấy, nhiều khi mà đi chích ngừa thôi hay là đi lấy máu thôi là cũng đã hơi sợ sợ rồi. Thì Mai nói như vậy thôi chứ thực ra là không có. Đây bác đang tiêm hõm Thái Dương này ạ. Mặt máu mà thêm. Đúng rồi, không phải mình có thể mình kéo đi chỗ khác nhé. Hoặc là mình để như vậy mình tiêm vô có cái gì đâu. Được đó, không có há miệng nhẹ, wow, đầy miệng nhẹ, há miệng nhẹ, há miệng nhẹ, há miệng nhẹ đây, há chút được. Đó, bác tiêm, bác sĩ đang tiêm cho cái phần mà thái dương để đầy lên một chút. Dạ, chị Hồng Lan có hỏi là tiêm filler có tập gym chơi thể thao được không? À, có thể là mình sẽ kiêng trong thời gian đầu để tránh cái trường hợp mà đổ mồ hôi đó. Rồi sau đó thì chúng ta cũng chả kiêng gì hết ạ. Cảm ơn chị Hồng Lan về cái thông tin câu hỏi rất là hay. Bởi vì thường sau khi mà chúng ta tiêm ngay cả Botox hay là filler thì các bác sĩ cũng dặn là trong tối hôm đó, trong ngày chúng ta tiêm, tối hôm đó chúng ta đừng tập thể dục thể thao để tránh đổ mồ hôi và tránh xê dịch cái phần điều trị mà bác sĩ đã tạo hình cho chúng ta rồi. Rồi sau đó thì chúng ta vẫn có thể thoải mái thể dục thể thao, nói chung đi vũ trường, đi ba thoải mái. Bạn Linh có hỏi là tiêm bàn tay thì luôn có được không? Dạ, tiêm bàn tay này, tiêm tay tài lộc nè, rồi mũi nè, làm chúng ta cái cằm một chút để chúng ta dài ra, để chúng ta làm cho gương mặt chúng ta thanh thoát hơn này, hay là chúng ta bị lõm hơi tối á bà, hay chúng ta bị lõm này thì chúng ta có thể tiêm lên này, hay là chúng ta bị hốc mắt này, rãnh này, nói chung là thậm chí là tại BB thì các bác sĩ có thể tiêm cho chúng ta để chúng ta nâng cái mặt lên nữa. Cả nhà thấy lạ không ạ? Tiêm nghĩ là nó sẽ phồng nhưng mà không, tiêm lại còn gọn lại và làm cho cái gương mặt chúng ta nâng lên. Vậy là chúng ta trẻ hóa mà nâng cơ lại bằng tiêm filler. Đây là những cái kỹ thuật rất là mới mà tại BB đã được áp dụng rồi ạ. Chị Trâm có hỏi là nhăn mắt có điều trị được không? Nhăn mắt thường như chúng ta có những cái nếp nhăn thì chúng ta có thể điều trị bằng Botox hoặc là filler để mà làm đầy cái vùng rãnh đó. Nước cầm lên chút, nước cầm lên hết cỡ luôn. Bác làm giúp nửa mặt nha. Đúng rồi. Xong rồi nửa mặt còn lại rồi chị Thu, chị Dương ngồi dậy rồi. Chỉ riêng cái cầm là phải là hay quá hả? Nước cầm lên hết cỡ. Bác hay quá. Đau không chị Dương? Chút chút thôi chị. Và bác đang điều trị, bác sẽ điều trị nửa gương mặt của chị Dương trước để cho cả nhà mình thấy rằng làm đầy gương mặt này, rãnh này, nửa bên sẽ như thế nào và nửa bên còn lại sẽ ra sao, để chúng ta thấy được rằng là chúng ta đẹp mà đẹp một cách tự nhiên, đẹp mà những người bạn bè của chúng ta thấy chúng ta trẻ đẹp mà không thấy chúng ta có cái sự thay đổi, chỉ thấy là chúng ta lấy lại tuổi thanh xuân thôi. Và cái này nó sẽ còn đẹp dần dần nữa, tại vì mới tiêm xong thì mọi người cũng biết, ví dụ như chúng ta có tác động bằng cơ thì bao giờ nó cũng sẽ có hơi sưng hơi nề một tí, nhưng mà cái ổn định sau chỉ trong 24 tiếng đồng hồ thì sẽ ổn định lại, thì da của chúng ta cũng sẽ trở nên bình thường. Thành ra là ngày hôm sau nữa chị Dương về sẽ còn đẹp nữa nha chị. Hôm nay là đẹp một ít rồi mà ngày hôm sau nữa là đẹp ơi là đẹp. Phải không chị, nói đúng không? Dạ, chị Tuyền có hỏi là tiêm filler có nặng mụn được không? Có gì em? Có nặng mụn được không? Nếu mà như vậy đó thì chị Tuyền ơi, chị Tuyền điều trị mụn. Nếu mà tiêm filler tùy vùng, giả sử như chị bị tiêm filler ngay cái vùng rãnh mà chị bị mụn ở vùng rãnh thì tốt nhất là Mai khuyên là chị điều trị mụn trước, rồi sau khi ngon lành thì bắt đầu mình điều trị filler. Đó. Còn nếu giả sử như mụn mà chúng ta ở cái vùng khác, ví dụ như vùng ở vùng trán, mà chúng ta tiêm filler vùng rãnh thì nó không có liên quan gì hết, nó không ảnh hưởng. Chị Kim chỗ này là chị chụp cho chị.
Có nước không cho chị xem nước. Chị ngồi đây. Không có chồng rồi, có chồng rồi. Đừng có là vô cái tim. Trước thực ra thì chúng ta cũng không cần tiêm kiêng khem gì nhiều đâu. Chúng ta chỉ cần uống nước cho đầy đủ thôi. Rồi rồi khi mà tối ngủ thì chúng ta ngủ gối có gối một chút, và chúng ta tránh cái trường hợp mà tập thể dục thể thao xông hơi, còn lại là trong thời gian đầu, còn lại sau đó chúng ta có thể là sinh hoạt bình thường, nói chung không có bị kiêng trước hay là sau. Thì cảm ơn chị Thắm. Dạ, chị Thanh Thùy có bình luận là mình đã từng sử dụng và thấy vô cùng hiệu quả. Dạ, cảm ơn chị Thủy. Thanh Thủy. À, cảm ơn chị Thanh Thủy đã ủng hộ cho BB ạ. Da chị Dương đẹp quá trời. Đúng là nhiều khi có căng chỉ rồi nó cũng có cái cho chị xin nha. Xin phép uống miếng nước. Chị Linh có hỏi là em vừa nhìn răng thì có tiêm filler được không? À, được không bác nhỉ? Được. À được ạ, bác sĩ trả lời là được ạ, vì hai cái đó nó cũng đâu có liên quan đâu không bác ha. Đúng rồi, vì hai cái đó thì nó cũng không hề liên quan đến nhau ạ. Cảm ơn chị đặt câu hỏi cũng rất là hay. Thực ra nhiều khi mà trò chuyện với mọi người, Mai lại có thêm được những cái kiến thức nữa. Bởi vì thực ra mình cũng chỉ nghĩ là sẽ bao nhiêu thông tin đó mình cần, nhưng mà đến khi các chị hỏi thì mình lại thấy là có rất là nhiều những điểm thú vị để chúng ta cũng cập nhật thêm. Chị Thanh My có hỏi là tim này có cải thiện được cái rãnh cười sâu. À hay lắm đó chị ơi, cái rãnh cười sâu thì đặc biệt là filler là hoàn hảo luôn. Bởi khi mà chúng ta điều trị filler đó sẽ làm cho cái phần, tại vì như hồi nãy Mai cũng chia sẻ là chúng ta mất cái acid hyaluronic trên cái bề mặt da của chúng ta, rồi đồng thời là cơ, rồi collagen, elastin cũng bị lỏng lẻo, bị chảy xệ rồi đổ. Cho nên chúng ta bị tạo những cái lõm. Thì khi nó giống như cái nhà mà đường đi mà chúng ta có ổ gà vậy đó. Thì ví dụ như lõm như vậy thì chúng ta sẽ chết xi măng. Còn đối với cơ thể chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng những thành phần acid hyaluronic có trong khuỷu tay khớp chân của chúng ta điều trị trực tiếp vào trong da. Nhưng đương nhiên nó sẽ khác hoàn toàn. Chúng ta nghe nói gần đây là những cái loại như là dưỡng da HA hay này kia, thì cái đó nồng độ nó rất là thấp, nó rất là bé trên bề mặt thôi. Còn khi mà tiêm ở đây á, thì đây là những cái sản phẩm mà nó có sự khác biệt. Ví dụ như mày nói như ở mũi đi, thì cái nồng độ nó phải rất là đậm đặc để cho cái mũi nó có thể giữ được cái vùng cao như chúng ta muốn, chứ nếu không nó tràn ra. Nếu mà là chỉ là chất thể lỏng như là cái kem chúng ta dùng thì nó sẽ bị tràn ra ngoài, đúng không ạ? Hay là cằm cũng vậy, nó phải là ở cái chất đậm đặc cứng để chúng ta có thể giữ được cái form, gọi là để tạo hình trên gương mặt. Còn nếu như mà rãnh thì cũng là cái phần mà tương đối nó phải đậm đặc hơn, hay là ngay cả hốc mắt đó, thì nó sẽ khác với lại cái những cái HA mà chúng ta nghĩ rằng là bán ở trên thị trường, thì hai cái nó khác nhau hoàn toàn ạ. Đau không? Hơi phải không chị? Dạ, anh Phải có hỏi là tiêm filler mũi có đeo kính được không? Được. À được. Tiêm filler mũi đeo kính được, và đồng thời bác sĩ thường là bác sĩ sẽ tiêm tùy. Ví dụ như có những người mà cái mũi gãy thì cái phần nào gãy thì bác sĩ tiêm để đầy lên, và sau đó bác sĩ sẽ tạo hình để nó giữ cứng luôn, và sau khi nó giữ rồi là nó sẽ không có di chuyển. Đương nhiên phải tùy vào kỹ thuật của bác sĩ. Còn nếu như mà filler ở cái phần, có những người thì ở cái mũi bị rãnh bị thấp thì sẽ tiêm filler ở cái góc này, hoặc là có những người cái đầu mũi hơi thấp muốn hất lên một tí kiểu mũi cao tây thì chúng ta sẽ tiêm ở cái góc mũi này, nghĩa là tùy thuộc vào cái nhu cầu cũng như cái gương mặt, cái cấu trúc của chúng ta mà bác sĩ sẽ có cái sự điều chỉnh. Bởi vì cái này nó không phải là kiểu công nghiệp, ai cũng giống ai, mà nó mang tính chất là cá nhân hóa. Mỗi một khách hàng sẽ có cái nhu cầu, có một cái vẻ đẹp khác nhau để có thể hoàn thiện. Do đó là khi mà tiêm filler rồi thì khi nó được tạo hình cứng rồi thì lúc đó chúng ta có thể đeo kính đọc sách được. Cảm ơn câu hỏi của anh và ông em. Của anh ạ, trời cảm ơn anh rất là nhiều thông tin, câu hỏi rất là hay luôn á. Nó nhiều khi mình cũng không mừng tượng hết được tất cả những cái thắc mắc, mà những thắc mắc rất là thiết yếu. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Cái kim này
tiêm cannula này nó không có cái định vị. Chị Lan có hỏi là tiêm filler cầm có nằm nghiêng được không? À được ạ, à, vì Mai cũng tiêm rồi. Tới cái này là bao nhiêu người thật việc thật. Mai tiêm rồi, Mai tiêm ở cái phần cầm này rồi mới nằm nghiêng, nằm ngửa, nằm úp thì cũng được hết, không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà thực ra cái filler cầm á, Mai không biết làm sao Mai tiêm mà người ta nói là thường là mấy năm thôi mà sao Mai giữ được tới gần 8-9 năm nay mà Mai vẫn thấy hơi nó thon thon một tí. Do đó là tại sao nhiều khi Mai xem mấy cái hình ngày xưa của Mai hơi tròn tròn, cái mặt hơi tròn tròn, thì sau này Mai thú thật là Mai điều trị công nghệ Thermal Therapy Anti-Aging, nó làm cho cái collagen được xe khít lại và được đẩy lên thì gương mặt gọn lên. Đồng thời là Mai tiêm một chút cái filler ở cằm thì Mai thấy là gương mặt Mai nó gọn lại, thon lại và hoàn toàn là không phẫu thuật. Bởi vì khi mà phẫu thuật của cái gương mặt á, nhất là cái vùng mà hàm á, là phải gọi là gọt hàm thì thật sự là quá đau đớn. Mai thì không đủ, Mai chưa, với lại mình cũng không có nhu cầu nên Mai chưa có Mai chỉ có gọi là không xâm lấn hoặc là có cái đơn giản của filler vậy thôi mà có thể giữ được rất là lâu. Như cái cằm của Mai là Mai giữ cũng phải nói là nhiều năm rồi mà không hiểu tại sao nó vẫn, đương nhiên là cũng có không được dài như ngày xưa, nhưng mà Mai thấy giữ được rất là lâu. Không xong không được. Và cũng chia sẻ luôn với cả nhà, trong cái tiêm filler này có thuốc giải. Ví dụ như chúng ta tiêm xong mà chúng ta không ưng, hay là chúng ta tiêm xong mà về người nhà mình sợ người nhà mình biết chẳng hạn, vân vân, nói chung là nhiều lý do, thì hoàn toàn là có thể có thuốc giải để chúng ta trở về nguyên mẫu ban đầu. Nói vậy để cho cả nhà thấy được rằng là thực như có những cái mà chúng ta làm xong một đi là không trở lại, nhưng mà ví dụ như chúng ta điều trị cắt mắt đi chẳng hạn, khi mà cắt cái da đi rồi thì bây giờ muốn lấy lại cái da cũ thì đương nhiên là nó sẽ không được, mà cũng chả ai muốn như vậy phải không ạ? Nhưng mà riêng với filler đó thì dù chúng ta có tiêm rồi thì chúng ta vẫn có thể gọi là giải được bất cứ cái vị trí nào chúng ta mong muốn. Mày nói vậy có đúng không ạ? Một lát á, chị muốn quay zoom lại cả Hương á để cho mọi người thấy đó, thì lát là chị nào mà bác sĩ làm xong nửa mặt á, để em tính làm sao để quay được cận cái mặt chị Dương một tí nha. Tại vì bây giờ đang quay xa thì nhiều khi khó zoom được cái phần điều trị. Chị Lệ có hỏi là em mới phun môi chị có tiêm filler được không? À, mới phun môi, tiêm filler môi á hả? Được không bác? Không. À không. À, tốt nhất là chị Lệ theo như cái quy trình của bên mà điều trị phun xăm cho chị. Họ khi nào mà họ báo chị được bình thường là lúc đó chị hãng điều trị. Chị Hương có bình luận là chị muốn đăng ký inbox tư vấn cho chị nhé Mai. À dạ, cảm ơn chị, bên ekip bên Mai sẽ liên lạc với chị để chia sẻ với chị thêm ạ. Dạ. Mà cả nhà thấy một cái live stream này hay, thú vị thì nhớ share, chia sẻ, like cho Mai nha. Để cho hoặc là tag những người bạn nào mà đang có ý định tiêm filler mà muốn tìm hiểu xem như thế nào, an toàn không, thì chúng ta có thể tag người bạn đó vào. Và Mai thấy là dịp Tết hết rồi, còn 2 tháng nữa, Tết năm nay đến sớm rồi cả nhà ha. Nhân năm nay còn hơn 2 tháng nữa đến Tết rồi. Thì filler là một cái cách mà chúng ta làm đẹp một cách nhanh nhất. Nghĩa là thực như là bây giờ tuần sau chúng ta có tiệc tùng xong rồi hả bác? Tuần sau tiệc tùng thì chúng ta hoàn toàn có thể filler được. Và bác đã điều trị được nửa gương mặt cho chị Dương rồi. Đó. Và bây giờ thì sẽ vệ sinh để làm sạch khuẩn. Rồi sau đó mời chị Dương ngồi dậy để cùng rồi tắt đèn cho chị Dương nhé. Dạ, mời chị. Bảo ông chị. À, không quá, cảm ơn chị Dương trời ơi. Như kiến cắn đùa. 64 tuổi rồi đó nha cả nhà, không ơi, 64 tuổi mà không ngủ tê đúng không? Đúng rồi. Không ngủ tê luôn. Hồi nãy mình có ngủ tê không nhỉ? À không, không ngủ tê. Trời ơi, không ngủ tê nha cả nhà, không ngủ tê, nhưng như Mai chia sẻ mà không có đau luôn. Dạ, cảm ơn chị Dương rất là nhiều. Có thể zoom vô cho thấy mặt chị Dương được không ạ? Giờ không cần thấy mặt của Mai đâu, giờ quan trọng là mặt chị Dương thôi ạ. Mọi người có thể nhìn thấy sự khác biệt gì không? Dạ. Yeah. Có thật là có thể mời chị Dương quay giúp được Mai qua đây. Đó, để chị Dương thấy được cái sự khác biệt. Cho chị xin cái khăn, cái giấy. Cho chị xin tờ giấy đi em. Tờ giấy. Khác hoàn toàn phải không chị? Dạ. Yeah. Đây chị xin. Bây giờ để Mai, tại vì Mai sẽ chia cái này ra, chia làm đôi ra. Đó, bây giờ cả nhà nhìn, đây là trước khi điều trị nè.
có thể zoom vô cho chị, cho chị sáng, cho chị Dương với Bảo ơi. Bảo ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng. Bên một bên tối, bên kia hơi tối. Đó, mọi người nhìn dị kỹ. Em có thể em cầm hay là nhờ chị Dương quay. Em nhờ chị Dương quay mặt tí nha. Đó, chị quay, tại vì máy thì có. Có thêm cái này không? Có chứ. Đúng rồi. Cầm cái này, cái này. Đấy. Và bây giờ thì các bạn sẽ giúp cho chúng ta cho em cầm máy xong rồi di chuyển, đúng rồi, để cho thấy được nửa mặt chị Dương. Đó, đây là mặt, nửa mặt của chúng ta trước khi điều trị nha cả nhà. Chắc là cho xóa cái comment đi cho chị Dương thấy được không em? Kéo nó xuống như vậy. Rồi, cả nhà thấy không ạ? Đây là bên đây, quay bên đây là thấy cái rãnh nha. Đó, thấy cái nửa mặt bên đây là chưa điều trị thì rãnh sâu nè. Rãnh sâu ha, xong rồi cái hốc mắt ha, rồi đặc biệt là cái trán, mọi người thấy cái trán lõm đó, cả nhà thấy không ạ? Đó, và bây giờ là cái gương mặt của chị Dương sau khi bác sĩ đã điều trị. Đó, mọi người thấy thì cái rãnh nó cũng đã được cải thiện nè, cái vùng trán là cũng được làm đầy hơn nè. Đó, cả nhà thấy ha. Đó thì hai gương mặt hoàn toàn khác nhau phải không ạ? Mời chị Dương để thẳng. Cả nhà có thấy khác không ạ? Bên đây đó, mày thấy là cái phần này nó được căng lên nè, còn bên đây là mày thấy rãnh nè. Đó, cả nhà thấy cái rãnh sâu nè. Cái trán hôm nay bên đây đẹp đầy hơn nè. Rồi để mày coi cái nọng cổ. Cả nhà thấy không ạ? Đó. Quay như riêng mai là được. Mày thấy quay ngang phải không ạ? Đúng rồi. Quay ngang để tụi em máy, tụi em quay đi ngang. Quay ngang mới để nhìn thấy một bên da cổ nó chồng xuống. Bên mà mình chưa điều trị nó bị thòng xuống, còn bên điều trị rồi nó nâng lên. Đẹp quá bác ơi. Thấy rõ bác. Thấy rõ luôn đó, tại vì mày thấy cái má bên đây đẩy lên này bác. Đúng rồi. Cái má bên đây đẩy xuống là chưa kể là cả nhà thấy cái phần này nó bị đổ xuống không? Và cái cằm bên cái nọng bên đây, cái phần má bên đây được đẩy lên nè, cái phần này được đẩy lên, còn cái này lại bị to nha cả nhà. Cả nhà thấy lạ một điều, tiêm mà cuối cùng lại còn nhỏ hơn chưa tiêm. Nghĩa là sau khi tiêm chúng ta nghĩ là chúng ta cho một số thể tích vào nó phải to hơn phải không ạ? Nó giống như quả bóng chúng ta cho nước vào nó phải to hơn chứ, đây cho nước vào mà lại còn nhỏ hơn. Cả nhà có thấy không ạ? Đó, đây là cái phần mà quan trọng đặc biệt đây, và mai live stream trực tiếp để khách hàng thấy được rằng là cái hiệu quả đây, và cái cho nào. Thứ nhất là mọi người nhìn vào cái đường mắt khác, thái dương. Thứ hai là nhìn vào hai cái gò má, vùng này đầy hơn, bên này ốm hơn. Dạ đúng rồi. Nâng lên à, cô cái độ này bác bớt dạ. Ghê bác. Cô nhớ cầm lên để mọi người nhìn thấy là cái độ trũng này với cái bên này mất hết. Bên này còn cái vùng trũng nè. Dạ. Bên cái này máy phải đầy. Để bên dưới này để sẽ thấy nữa nè. Đó. Đó. Cô đỡ cho con ha. Rồi cái thứ hai là cái rãnh mũi má được cải thiện rất là rõ. Yeah. Không phải là mình làm biến mất đó. Yeah. Còn chỉ cải thiện cái phần rãnh mũi má thôi. Cái thứ hai nữa là mình nhìn thấy cái vùng bên này đẹp được ha, cái góc miệng ha, cái góc và miệng. Còn một chút xíu nữa là cái mép môi. Đây là cái chỗ này mới thấy đổ hơn nè bác. Đúng rồi. Đây là rất là nhiều cái phần, còn bên đây thì lại không có nữa nè. Phải hát bài ra riêng anh cười em. Trời ơi, quá đẹp chị Dương ơi. À, không, chị mà làm đẹp là chị sẽ đẹp hơn em đó. Em bây giờ là chị mà bước xuống ghế và điều trị là em lại leo lên đó. Tại em nhìn em mê sao? Quá à. Bác sĩ mê anh thấy sao? Làm đẹp chỗ này an tâm rồi. Dạ, cảm ơn. Dạ. Chị cảm ơn chị cô Dương rất là nhiều. Cô có thể nói chuyện bình thường không đơ gì hết. Đó, mọi người thấy nói chuyện bình thường, không có đơ, không gì hết. Và đẹp tự nhiên, không có đau, không đau đó, như kiến cánh mà chỉ trong cho khoảng độ chừng nửa tiếng đồng hồ là chúng ta thấy nó khác biệt hoàn toàn giữa máy bên đây. Nhớ cho chị bên đây nữa nha, em cho hai máy đi một vòng thấy rõ nè, lát lên thêm dưới rãnh mép miệng. Chị cũng sợ quá không, mà thấy nó êm ha, em ru rồi ha chị ha. Đó, làm xong nói chuyện bình thường mà cả nhà thấy ngay cả những cái vết bầm cũng không thấy bao nhiêu nữa cơ, nghĩa là chỉ có một chút xíu thôi. Chứ cái này là chị sau khi chị đi xong tối nay mà chị đem tiền là chị được. Ai rủ chị đi, biết chị Dương hay hát karaoke lắm. Tối nay mà ai rủ là cứ nhận lời. Trẻ quá chị Dương ơi, quá đẹp luôn. Yeah. Rồi và bây giờ thì mời bác sĩ tiếp tục điều trị cái nửa mặt còn lại cho chị Dương nha. Dạ. Yeah, cảm ơn chị Dương rất là nhiều. Cho bác nhìn cái R2A3, nhìn cái tim thêm cho cả nhà thấy sao không? Ấn tượng phải không ạ? Camila. Có thể là nhìn dễ. Dạ. Đúng rồi. 25 luôn. Mà vấn đề ở đây là an toàn nữa đó cả nhà. Hãy cho chị ăn sáng đầy đủ nha. Bao nhiêu? 1, 2, 3, 4 xương.
Thấy cái cầm xinh đẹp không? Cái này là cải thiện tốt mà. Đúng rồi, ổn hơn. Bây giờ mình mới ở đây. Hơi tối, sáng rồi để lại nha. Ừ. Cái này tối nè. Chào mấy anh cô anh chào. Tối rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ok. Đó, bây giờ bác sĩ sẽ điều chỉnh nửa phần còn lại. Mai sẽ cùng, nếu cả nhà cùng muốn xem nữa thì cho Mai biết một like đi, cho Mai để Mai tiếp tục like. Còn nếu không thì cả nhà đã thấy được nửa hiệu quả rồi thì chúng ta có thể, cả nhà ý kiến như nào ạ? Muốn like tiếp không ạ? Chưa xong hết một nửa. À chưa. Thêm một nửa cái môi, một nửa. À cái môi. Khoan nhé cả nhà. Bây giờ bác sĩ muốn bo thêm cho chị Dương. Mày đùa thôi mà chị Dương có đồng ý không ạ? Thêm một chút cho cái môi của mình ha. Bác sĩ sẽ làm thêm một nửa cho cái phần điều trị của chị Dương thêm một tí nữa. Cái này là làm gì ạ bác? Cái này là tiêm cái rãnh mép miệng mà chưa tiêm. À, rãnh mép miệng nha. Yeah. Bác đang tiêm thêm một chút vào cái rãnh mép miệng nữa. Thành ra coi như một nửa chúng ta chưa thấy rõ, một tí nữa chúng ta sẽ nhìn thêm một lần nữa nha. Coi như là chưa hoàn thiện một nửa đâu, vẫn còn thêm một chút nữa. Thực ra là bác ngày hôm nay là vì chị Dương cũng chỉ mua cái số mil nó vừa phải thôi. Còn nếu như mua nhiều nữa thì bác có thể làm mũi cho chúng ta, nâng cái mũi lên này, hay là có thể là cho cái cằm dài hơn một tí. Nhưng mà nói chung là đối với chị Dương thì quan tâm nhất là không phải vấn đề là làm thế nào để thay đổi cái diện mạo của mình, mà vấn đề làm sao trẻ hóa. Bởi vì cái tuổi mà 50, 60 thì chúng ta cũng không muốn thay đổi. Các bạn trẻ thì muốn, ví dụ như các bạn trẻ 20, một cái mũi hơi thấp một chút, hay là cái gương mặt to một chút thì muốn điều trị để cho nó thon gọn hơn. Nhưng mà các chị ở cái tuổi, tùy có những chị thì cũng muốn mình thay đổi một chút, còn đa số thì các chị đều muốn là chúng ta trẻ hóa và lấy lại cái năm tháng của tuổi thanh xuân. Bởi vì bao nhiêu năm bôn ba làm việc rồi, chúng ta lo cho chồng, cho con rồi, và bây giờ tới lúc chúng ta lo cho bản thân chúng ta nữa, phải không ạ? Chị Trinh có hỏi là bên mình có làm cho nam không ạ? À dạ có. Chị ơi, nếu mà chị có ông xã hay là có người nhà có nhu cầu thì mình vẫn có thể làm nha. Tại vì thực ra điều trị cái này nó ngoài cái vấn đề đẹp không thì nó còn vấn đề là nếu có nhiều người ta tiêm phong thủy, ví dụ như Mai có rất là nhiều chị cũng tiêm giái tai này để chúng ta có một cái tay Phật, để chúng ta có lộc nhiều hơn, rồi chúng ta có sức khỏe tốt hơn, rồi chúng ta may mắn hơn, làm việc gì nó mọi thứ đều hanh thông. Hoặc là có những người ví dụ như cái lỗ mũi hơi bị gãy một chút thì sẽ làm cho cái cuộc sống của chúng ta, nhất là cái phần người ta bảo tiền vận, trung vận, hậu vận, thì cái phần trung vận là cái phần quan trọng chúng ta đánh dấu cuộc đời của mình, thì lại bị trắc trở. Do đó là nhiều người cũng tiêm một chút để cho đầy lên, để cho thẳng thớm, để con đường chúng ta gọi là thanh thang. Còn tự nhiên có những người thì cái cằm hơi ngắn một chút thì chúng ta tiêm dài hơn thì sẽ tạo ra ba cái vùng đều cân đối với nhau, sẽ làm cho gương mặt của chúng ta có cái tỷ lệ vàng tốt hơn, thì hoàn toàn filler có thể làm được điều đó nha cả nhà. Chị Kiều có comment là ekip nhìn chuyên nghiệp quá. Dạ, cảm ơn chị Kiều. Toàn cảm ơn chị. Chị thấy như Mai chia sẻ đó, toàn bộ những cái phòng điều trị, thứ nhất là không áp dụng gỗ này, hay là có những cái phần mà chúng ta không được sử dụng trong cái phòng điều trị, mà phải sử dụng bằng inox hay là bằng gương hay là bằng đá để cho đảm bảo cái sự sạch sẽ cho khách hàng. Dạ, chị Yến có hỏi là chị bị tiểu đường có tiêm filler được không? À được phải không bác? Được ạ, được chị ạ. Tại vì thực ra cái này nó không chảy máu nên hoàn toàn là không sợ. Tại vì tiểu đường thì thường là có những cái vấn đề mà không cầm máu được thì mọi người hơi lo. Còn cái này chúng ta thấy là không chảy máu nên cũng không sao ạ. Em có thể bật cho chị bên đây hơi tối nè. Rồi, sáng một cái môi xong. Dạ, coi như bác vừa thêm bôi. Dạ, bác cứ cho một bên thôi bác ạ. Một bác bên cho thôi. Nửa bên thôi. Một nửa bên, dạ, một nửa bên thôi để cho khách hàng thấy cái sự khác biệt đó. Một cái môi rất là đơn giản. Cho chị một cái gương đẹp để cho chị Dương thấy được không? Cái gương tròn tròn đẹp đẹp á. Đau không? Cái môi đau không? Môi hơi đau. Hơi phải không? Dạ. Nhưng mà không cần thuốc tê. À. Giảm đau thì sẽ đỡ hơn. Dạ. Tại vì hồi nãy đâu có bôi tê, đâu có gì đâu, ngon lành. Dạ. Cho tôi dùng cái đèn, dùng thêm cái này một chút nữa. Dạ. Cho đèn. Cho đèn lên để bắt thêm một tí cho chị Dương.
công nhận là filler trong thời gian gần đây ấy, là mưa làm gió dễ sợ, nhất là Mai đi nước ngoài ấy, người nước ngoài họ cực kỳ mê filler, là bởi vì tiêm càng tiêm filler đó là cuối cùng làm tăng collagen, nó làm cho dày da, tại vì da của chúng ta, tại sao mà chúng ta bị lão hóa, vì da chúng ta mỏng, thì khi mà chúng ta tiêm nó làm dày lên thì da của chúng ta, tại sao mà giống như mấy người mấy em bé á, da nó cứng nó dày, và khi da chúng ta lớn tuổi cái chúng ta rờ chúng ta bị nhão, là bởi vì chúng ta thiếu cái phần đệm ở giữa, thì khi mà chúng ta tiêm filler này chúng ta làm đệm cái phần giữa, là tăng collagen tăng elastin làm cho da dày lên, thì chúng ta chống lão hóa. Thành ra đây là một cái gọi là trong những năm gần đây nó trở thành một cái xu hướng rồi. Và chị Dương, may mời chị Dương ngồi dậy nha. Rồi đây chị Dương có thể xem gương mặt của chị ạ. Ok, cho biết hết rồi. Khác hả chị ha? Khác một bên hả chị ha? Mồi thay sao? Mồi nó cũng khác luôn. Mồi thấy tươi hơn. Mồi này sexy quá à. Chu miệng ra xem. Chu miệng ra. Chu, đúng rồi. Thấy khác. À, vậy là chị Dương đang theo trend bây giờ đó. Chị Dương bây giờ trend bây giờ là môi phải hơi dày dày một chút. Em ơi, có thể cho cả nhà xem kỹ hơn được không? Hay là em bưng cả cái máy luôn được không? Em thấy có khó cho em không? Em bưng cả cái máy để cho mọi người thấy được cái mặt chị Dương đi phó tên. Ba cái anh trở đi. Đẹp không? Đó, rồi em cho đi một vòng á, cho mọi người thấy đây nè. Bây giờ Mai sẽ mở chị, đây là phần này là before nè. Mình thấy không ạ? Đó, before. Cho sáng lên tí. Đúng rồi, đây là before ạ. À. Đó, chúng ta thấy đây, còn đây là after đây. Không phải, đó, là bắt đầu toàn mặt cho các bạn nhìn phong song ngược lại. Đó, cả nhà thấy có sự khác biệt phải không ạ? Nó đẹp hơn chị ha, nhất là cái vùng má cái này nó căng căng như là má mấy cô thiếu nữ vậy đó. Động viên tinh thần chị Dương nhưng mà cũng đẹp lắm chị. Còn bên đây thì là nó mình chưa điều trị thì nó vẫn có những cái hốc á. Dạ, đó, rồi cái rãnh thì chỗ này nó xuống tới đây. Còn bên đây thì nó đã bớt rồi. Thôi, cộng với cái phần này mới thấy là rãnh của chị sâu ha, cộng cái phần này của chị nó đổ xuống này. Chị thấy ngay cái mép môi mà đặc biệt là cái phần má này á, là nó nặng hơn cái phần bên đây. Bên nó thanh hơn. Và cái phần trán bên đây thì bác cũng đã tiêm rồi. Đó, nó sẽ đầy hơn cái phần bên đây. Cả nhà thấy không ạ? Cái trán phần này thấy nó rộng hơn này. Đó, còn cái phần này là thấy cái trán là nó hóp hơn. Đó. Trời ơi chị ơi, Mai thấy cái này nó thích quá à. Cái phần này nó đầy. Cái cằm bên đây nè. Trời ơi, bên đây là nhìn không biết là mọi người thấy không, chứ Mai nhìn ở ngoài á là cái phần này nó hõm hẳn, mà phần này nó vẫn còn đang nặng nè. Với cả nhà có thấy không? Đây nó hõm hẳn nè. Đó, còn cái chỗ này nó đầy lên nè. Và cả nhà quay ở dưới, đúng rồi, quay dưới nè. Cái chỗ này là thấy đang hõm rồi nè. Đó, còn chỗ này mọi người thấy nó đầy lên không? Nghĩa là chúng ta nhìn các góc độ từ dưới nhìn, từ trên nhìn, bên trái, bên phải thì đều thấy có sự cải thiện rất là rõ. Và chị có ánh sáng nha, nhớ có ánh sáng. Quá đẹp chị ơi. Đẹp quá. Mà đó chị thấy chị làm xong chị vẫn nói chuyện được bình thường ha. Dạ. Bác ơi, bác có nói gì nữa không bác? Có không, chia sẻ gì không ạ? Thật ra là cái khuôn mặt sau khi mà mình tiêm một nửa bên á, để mình thấy được là cái hiệu quả của filler mang lại nó rất là kỳ diệu, nó đơn giản. Kỳ diệu quá bác ơi. Nó đơn giản, nó giải quyết được rất là nhiều vấn đề của phẫu thuật không mang lại được. Dạ. Thí dụ như là sau khi phẫu thuật mình căng lên. Thí dụ phẫu thuật, mọi người sẽ nhìn thấy khi được phẫu thuật một khuôn mặt được căng lên như vậy thì nó sẽ mất đi cái độ nhô. Đúng rồi bác. Mặc dù là mất cái rãnh mũi má rất là triệt để. Yeah. Nhưng mà mất biểu lộ cảm xúc tự nhiên. Yeah. Cô thấy không? Cái đôi mắt có thể được xách lên như vậy bằng phẫu thuật rất đơn giản. Nhưng mà như vậy nó làm mất đi cái nét tự nhiên của cái vòng mắt khi mà biểu lộ cảm xúc cô cười xem. Đó. Đấy. Phẫu thuật có thể di dời được da, cắt bớt da, di dời được tổ chức mô, cơ, được căng lên. Nhưng mà nó lại thiếu đi cái hình ảnh không gian 3D. Dạ. Cho nên là filler này nó sẽ bù đắp lại cái chuyện đó. Hay quá bác, quá hay, filler hay quá bác. Đó là một trong những lý do tại sao một bác sĩ phẫu thuật căng da mặt rất là dữ dội. Dạ. Như bác Vinh. Dạ. Như tôi.
mà vẫn phải thích tiêm filler hơn là làm phẫu thuật. Quá hay bác. Ngay mà vấn đề là cũng nhẹ nhàng cho khách hàng bác ha. Bệnh nhân cũng thấy nhẹ nhàng. Chỗ cái rãnh này bác này đang đổ như vậy mà nó lên hẳn lên, máy thích quá. Chị hài lòng không chị Dương? Vui á chị Dương. Đáng đồng tiền bắt gạo ha. Rồi bây giờ là mời bác tiếp tục. Mai rất là thích cái ý của bác nói đó, phẫu thuật mình cứ nghĩ phẫu thuật lên được, nhưng hóa ra như bác nói phẫu thuật mà kéo như vậy thì nó mất đi cái độ căng tròn của cái má hay hay mà mình thật hay nói như vậy cũng có nghĩa là khi mình phẫu thuật mình sẽ cấy mở thêm thì mình sẽ phải nói có chung một là cái, mình sẽ có thêm có một cái thêm cái một chút gì đó để bù đắp lại cái khiếm khuyết mà phẫu thuật gạo tạo ra. Chứ không phải là giờ phẫu thuật là dở. Dạ đúng, mỗi cái nó sẽ có một cái hay, nhưng mà phẫu thuật thì cũng có cái hay của phẫu thuật, nhưng mà filler thì được cái là chúng ta làm cũng nhanh bác ha. Đúng rồi. Đỡ mất thời gian mà sau khi điều trị xong là khách hàng là có thể đi tiệc, đi tùng rồi đi không cần nghỉ dưỡng thì nó cũng có cái thuận lợi của phẫu thuật của filler. Đẹp quá chị Dương ơi. Đẹp quá. Quá đẹp. Dạ bây giờ mời. Bây giờ mình hoàn thành nửa bên còn lại nha. Nửa bên còn lại. Hay là thôi đi về. Này bây giờ bác có nói chị Dương về, chị Dương cũng không về đâu, chị Dương ha, không muốn về ha. Cả nhà thấy sao ạ? Cho mấy ý kiến với ạ, thấy có tác dụng và có thú vị không ạ? Tại vì thực ra trước đây thì Mai cũng ít khi live stream cái những dịch vụ như vậy, mà ngày hôm qua Mai vừa mới live thấy cả nhà cũng động viên đó, thôi có thêm live thêm đi Mai ơi, để mà cho cả nhà cũng biết thêm những cái dịch vụ tại BB cũng như là những cái phương cách làm đẹp mới nhất, tiên tiến mới nhất, thì Mai cũng chia sẻ với cả nhà để sau này mà cả nhà mình có nhu cầu hay là có bạn bè hay là chúng ta cũng biết là hiện giờ khoa học đến đến đâu rồi, ngành y nó phát triển tới đâu rồi. Đó, qua chị đi. Rồi mới tiếp tục hầu chuyện với cả nhà trong lúc chờ bác sĩ sẽ hoàn thiện một nửa còn lại của chị Dương ha. Em đặt câu hỏi, em cho chị câu hỏi của cả nhà mình với. Chị Nguyên có nghe là em muốn tới tư vấn trực tiếp thì ở địa chỉ nào? À dạ, tại số 2 Bùi Thị Xuân, quận 1. Hiện WB thì có rất là nhiều chi nhánh. Nhưng mà hiện giờ thì Mai đang đứng ở số 2 Bùi Xuân, quận 1. Bên đây hơi tối nè em. Mai đang đứng ở số 2 Bùi Xuân, quận 1. Thật ra nếu như cả nhà muốn tư vấn thì chúng ta cũng có thể đến địa chỉ ở đây ạ. Chứ BB thì cũng có tới 3 chi nhánh, nhưng mà chỗ mà Mai đang thực hiện với bác sĩ để cùng chia sẻ với cả nhà là tại số 2 Bùi Thị Xuân. Dạ, chị Phụng có hỏi là nên bổ sung dưỡng chất nào sau khi tiêm filler? Dạ cũng không cần đâu chị. Nói chung là mình sau khi mình điều trị xong thì mình cũng ăn uống bình thường thôi, uống nước đầy đủ đó, rồi chúng ta chăm sóc da bình thường. Đương nhiên là trong ngày đầu tiên, bởi vì chúng ta có cái phần kim tiêm thì nó chúng ta cũng hạn chế là bôi kem dưỡng để cho an toàn, rồi có ngày hôm sau thì Mai thấy là cũng bình thường, không có. Ở đây bác sĩ cũng đơn giản lắm, thậm chí là bác sĩ bên Mai phẫu thuật á mà cũng không có bắt, thậm chí có những cái phẫu thuật mà cũng không uống trụ sinh, không cần phải gọi là kiêng khem gì hết, từ với các bác sĩ là học ở châu Âu, nghĩa là học được cập nhật những cái phương cách của nước ngoài nữa, thành ra cũng không có cần phải kiêng khem rất là nhiều. Vì chính Mai vừa rồi Mai cũng có làm cái mí mắt á, Mai vừa cái nhận là nhấn mí, tất cả nhà thấy đều không, Mai nhắm cho cả nhà xem nha. Chị sát cái mặt đó chị. Này hơi tối nè em ơi. Đó, sáng lên tí cho cả nhà thấy rõ. Đây là cả nhà thấy Mai vừa mới nhấn mí đều lắm, đều tăm tắp à, hai bên như một á. Tại vì thực ra nhiều người nhấn mí nhưng mà sẽ có cái không cân đối một chút, còn bác nhấn cho Mai là cái phần đầu cũng được lớn ra và cái phần đuôi cũng lớn ra, gọi là nhấn mí theo kiểu Á Châu. Đó thì có nhiều cái phương pháp lắm phải không bác? Thành đây là cái nhấn của Mai là nhấn theo kiểu Á Châu. Đó, cả nhà thấy nếu mà cả nhà mình có nhu cầu thì cũng có thể liên hệ tại số 2 Bùi Xuân nha. Để bên đây tối nè. Rồi, cho cái sáng cho. Ok, bùng. Chị ơi, có chủ hỏi là tiêm bên mình có tiêm giấy tay phong thủy không? À dạ có, nãy mày cũng có chia sẻ là cái giấy tay phong thủy thì cái này là quá đơn giản đi bác sĩ rồi. Nói chung là giấy tay phong thủy là cũng là một trào lưu, rồi chưa kể là nhiều người bị gân tay, có tiêm đầy tay nữa, rồi tiêm nói chung gương mặt của chúng ta là từ rãnh này cho đến rãnh này, cho đến hốc cái vùng trán thái dương bị hóp này, thường là chúng ta hay bị hóp nhiều cái vùng này, hay là cái phần hốc mắt chúng ta cũng bị mất
collagen elastin mất cái dưỡng chất đi với thời gian thì chúng ta vẫn có thể tiêm được, hay là rãnh mũi má, hay chúng ta tiêm cằm cho dài lên, hay là như là bác sĩ vừa chia sẻ là chúng ta có thể tiêm để làm sao cho cái nọng cằm chúng ta cũng được thon gọn đó, mà không cần phải can thiệp hút mỡ hay là phẫu thuật đó. Cả nhà thấy là cũng rất là nhiều phương pháp, hoặc là ngay cả những cái phương pháp không xâm lấn Mai chia sẻ là cũng có thể làm thon gọn cái vùng cằm. Nhưng mà tuy nhiên là đối với phương pháp filler này thì chúng ta có thể vừa làm đầy mà vừa làm lõm, tất cả nhà thấy không ạ? Lõm đầy dù là filler mà chúng ta lại với cái bàn tay bác sĩ thì chúng ta không nghĩ rằng là chỉ có làm đầy là mặt nó sẽ tăng thể tích đâu, mà có khi còn làm cho cấu trúc gương mặt được gọn lại, được hóp lại nữa, nó không phải hóp mà sao gọi là thon gọn lại nữa. Rồi ngoài ra có những chị mà gương mặt bị hóp mà kiểu thích gương mặt baby thì bác cũng sẽ tiêm rồi chúng ta đầy lên để cho gương mặt chúng ta tròn và nhìn vô trẻ trung hơn. Chị thấy nhiều câu hỏi ghê mà xa quá chị đọc không được. Thôi giờ chị chào mọi người tí cho mọi người vui nha. Chào anh Minh Đức này, chào Thùy Lâm này, chào Thu Lan này, chị Thu Lan này, chào chị Nguyễn Ngọc San này. Đó. Nói chung là ơi. Dạ chị thì có hỏi là liệu trình này là mấy buổi rồi? Dạ làm một lần duy nhất thôi, không rồi sau đó là có thể là chừng vài năm sau nếu chúng ta cần thì chúng ta vẫn có thể điều trị lại được ạ. Khi mà với thời gian thì cái filler này sẽ tan đi, mà tan là tốt nha cả nhà. Nhiều người thích cái gì mà vĩnh viễn, chỗ cái vĩnh viễn đó là cái mệt lắm, tại vì chỉ có silicone chúng ta bơm vô mà nó thấm vào trong thớ thịt của chúng ta, lúc đó là chúng ta bị nguy hiểm nhiều á. Chứ còn tan là tốt, bởi vì nó là những thành phần acid hyaluronic như là nước vậy thôi, chúng ta đưa vào trong da và nó sẽ giữ được cho chúng ta được vài năm, tùy vào từng vùng và tùy vào từng loại. Đó, thì sau đó là chúng ta sẽ bổ sung lại khi mà với thời gian thì nó sẽ mất cái dưỡng chất này đi ạ. Tại vì khi cái cầm lên nó là nó sẽ kéo được cái cằm cái da này lên nhiều hơn. Hay quá. Nước cầm lên rồi. Cái cầm rất là đặc biệt bởi vì chỉ tiêm với một mũi tiêm thôi. Thật ra nhiều khi Mai cũng muốn là bữa nào đó Mai tiêm xong live stream cho cả nhà, nhưng mà lúc không biết ai nói giùm Mai đây, ai mà nói được là Mai nằm Mai cho cả nhà thấy là Mai tiêm như thế nào luôn, phải không ạ? Không biết lúc đó phải có người đó nói giùm Mai. Anh nói nha, Mai thấy anh nghịch ngủ quá trời là anh đồng ý với phải vài bữa đó anh nói giùm Mai ha. Mai sẽ lúc nào là Mai có dịp Mai tìm được ai đó mà nói giúp Mai thì lúc đó Mai sẽ tiêm rồi Mai sẽ live stream để cho cả nhà cùng xem ha. Có nghĩa là đương nhiên ở cái tuổi như Mai 50 rồi thì chắc chắn là mình vẫn có những thứ, mặc dù là Mai vẫn chăm sóc thường xuyên thì nó cũng mình cũng cảm thấy khỏe và thấy ngoại hình cũng được chút nhưng mà đương nhiên là mình vẫn có những cái nhu cầu. Nếu như chúng ta sử dụng filler thì Mai thấy là được một cái rất là an tâm, bởi vì hoàn toàn là tự nhiên mà lại không có cái rủi ro, trừ đó là phải là filler tốt này, phải là bác sĩ này, phải là cái nơi điều trị có giấy phép đàng hoàng, thì ba yếu tố đó rồi thì chúng ta hoàn toàn an tâm ạ. Cả nhà nếu mà có gì có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại là 1800 6617 nha. Mà chứ mày nói hay quá là chuẩn bị bán mỹ phẩm được đó nha. Bán được chưa? Vì có đồ đưa đấy mày bán. Không phải nói hay mà nói hoài, nói liên tục. Chị Ly có hỏi là em hay massage mặt và vai gáy thì tiêm xong thì mình có làm được nữa không? À đừng làm liền, nhưng mà còn sau đó là được, phải không bác nhỉ? Được phải không bác? Nhưng mà đừng có làm liền thôi. Chúng ta sẽ phải có thời gian để và tùy vào cái vị trí tiêm mà lúc đó bác sĩ sẽ có cái tư vấn cụ thể chúng ta là bao nhiêu lâu, hoặc là cái vùng nào chúng ta sẽ cần kinh trong một thời gian mấy ngày gì đó. Còn như ngay cả bản thân Mai đó, Mai làm nhấn mí đi mà Mai cũng đi massage bình thường, nhưng mà mình tránh những cái vùng mà bên này hơi tối nè, tránh cái vùng mà chúng ta vừa mới điều trị, có vậy thôi chứ cũng không có cần gì phải kiêng khem nhiều. Dạ chị ơi, chị Yến có hỏi là tiêm filler giữ được bao lâu chị? Như cái mặt thì giữ được bao lâu anh nhỉ, nếu mà tùy vùng cho anh ha. Như là tùy vùng, cái thứ hai nó là tùy là cái liều tiêm, cái băng nó là cái vị trí tiêm. Sản phẩm nó có thể có tác dụng từ 12 đến 24 tháng. Đó thì bác sĩ cũng có chia sẻ với chúng ta rồi, nghĩa là tùy vào cái vùng và tùy vào cái số lượng chúng ta tiêm. Thì vì cái mỗi vùng khác nhau lại là một cái loại filler khác nhau nha. Thực như là đối với vùng mà
mặt á, ở vùng cái hốc mắt á, thì cái filler đó, cái nồng độ nó lỏng hơn để cho nó có thể tràn đều ra, chứ còn nếu nó đặc quá nó sẽ bị lợn cợn thì đâu có được đâu, phải không cả nhà? Nó sẽ phải tràn đều ra, nhưng mà riêng cái mũi thì nó sẽ không được tràn đều, tại vì tràn đều thì cái mũi chúng ta to thì sao, nó sẽ phải cứng để nó giữ được cái cấu trúc cái mũi của chúng ta, vì bác sĩ có thể tạo được gọi là cái điêu khắc cho gương mặt của mình, rồi cái cằm cũng vậy, nó sẽ cứng hơn so với lại cái vùng hốc mắt, rồi cái trán thì nó cũng sẽ mềm hơn cái mũi đó. Thì mình miêu tả một cách nôm na như vậy để cả nhà có thể hiểu. Vì vậy mỗi một vùng nó sẽ có cái thời gian khác nhau, nhưng mà trung bình là từ 1 đến 2 năm, từ 12 tháng đến 24 tháng. Nhưng mà cái cằm thì hôm bữa Kim mới tìm mà để được mấy năm mắng miểu tại sao lâu vậy đó. Thế là cơ thể của May có như vậy cũng tốt, để cho mình sẽ không có phải đi tiêm thường xuyên đó, thì lâu lâu chứ May bực trúng số rồi sao. May đùa tôi, hay có thể là bởi vì cái cơ địa hay là gương mặt của mình tan rồi, nhưng mà bởi vì gương mặt mình nó thon gọn đó, mà mình cứ cảm giác là nó vẫn còn được vi lai rất là theo ý. Ngoài cái này mình tiêm sâu xuống thì nó không đau. Giờ sắp xong rồi chị Dương ơi. Mà không đau tí nào mới sướng. Đau có chút chút rồi. Nếu mà cả nhà thích nữa, mai mốt mà bác nhấn mí. Nếu cả nhà thích, tại vì nhấn mí cũng mau lắm cả nhà. 15 phút rồi. Đó, thì ví dụ như là thích xem nhấn mí, mai sẽ live stream, xin phép bác live stream cho cả nhà xem một cái quy trình điều trị trước và sau, để cả nhà mình an tâm là sau cái điều trị như thế nào nha cả nhà. Còn rất là nhiều dịch vụ tại BB, và May sẽ có dịp từ từ để May live cho cả nhà. Thì bình thường là May ngồi mới nói không mà, nhưng mà hôm qua May làm thấy mọi người cũng phản hồi là rất là thích theo kiểu trực tiếp như vậy, để thấy được cái rõ ràng cái điều trị. Nên là May sẽ từ từ rồi mình xin phép khách hàng, xin phép bác sĩ để mình có thể live được. Dạ, chị Nguyên có hỏi là có chương trình khuyến mãi nào không? Dạ có ạ, bên mình cũng đang có cái chương trình khuyến mãi, đặc biệt là trong ngày 20 tháng 10 là đang có chương trình cũng hết sức là ưu đãi. Nếu như chị có quan tâm thì chị liên hệ với BB nha. Sao bên đi tối vậy em? Em cho nó sáng lên. Chị làm sao cho nó sáng được tí ta? Tìm môi. Hả? Xong rồi tìm môi. Xong rồi đó, tại vì mình phải bấm cái đó. Chị vẫn thấy hơi tối. Đúng là bây giờ sáng rồi đó. Tức cười ha, em đụng vô cái mặt chị, cái mặt thì nó sáng là sao? Nó đo ánh sáng. Tại vì May đang live trực tiếp bằng điện thoại, đương nhiên là mình cũng không có can thiệp được. Nó sẽ rất là tự nhiên, có lúc thì nó tối, lúc thì nó hơi kỹ thuật thì May không có biết được. Bên vẫn tối đó em, coi lại một chút chị. Điều quan trọng rồi ngoài ra đó, có những cái dịch vụ như là nano collagen, căng bóng da, là đây dịch vụ Mai cũng rất là thích. Khi nào Mai có dịp điều trị thì Mai cũng sẽ like cho cả nhà để thấy được rằng là khi mà chúng ta nano collagen nó là một cái dịch vụ mà đưa những cái dưỡng chất với những cái thành phần chẳng hạn như là 14 loại amino acid này, 6 loại coenzyme này. Và sau khi điều trị xong thì chúng ta sẽ tăng được tới 256% collagen, rồi tăng được tới 90% độ ẩm, cũng như là giảm hơn 90% oxy hóa. Thật ra cũng có rất là nhiều những cái dịch vụ mà hiệu quả để giữ chúng ta được cái tuổi thanh xuân. Thật ra tuổi thì chúng ta có thể là đi theo thời gian thì chúng ta không thể nào thay đổi được. Nhưng mà thành công thì chúng ta được tích lũy nhiều hơn, ngay cả tài sản của chúng ta cũng đã có được nhiều hơn. Nhưng mà bù lại thì chúng ta cũng bị mất đi xuân sắc. Nhưng mà không lo, vì có công nghệ, có những cái phương pháp điều trị có thể giúp cho chúng ta có được cái vẻ bề ngoài tự tin mãi với thời gian. Thật ra người ta nói là bây giờ quan trọng không bao giờ bạn bao nhiêu tuổi, mà quan trọng là bạn nhìn bao nhiêu tuổi. Cái đó mới là cái quan trọng ạ. Chứ nếu mà thực ra nhiều khi chúng ta trẻ mà nhìn chúng ta lão hóa, chúng ta cũng mất tự tin, phải không ạ? Còn nếu là sử như ở tuổi chúng ta có lớn đi nữa, nhưng mà chúng ta nhìn trẻ trung thì chúng ta vẫn cảm thấy là mỗi buổi sáng nhìn xuống gương chúng ta cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng. Này vẫn hơi tối này, cho chị sáng này chút. Cái sẹo gì vậy? Sáng lên chút. Bên này chỉ có cái sẹo.
sẹo ở mặt. Bạn có hỏi là bao nhiêu tuổi thì mình tiêm filler được? À, bao nhiêu tuổi, thực ra Mai thấy là ở đây là các bạn trẻ cũng đã tiêm rất là nhiều rồi. À, vì khác với lại người lớn, ví dụ như là người lớn thì chúng ta tiêm để chúng ta trẻ hóa, còn các bạn trẻ tiêm á, là để chúng ta tạo hình trên gương mặt của chúng ta. À, chúng ta sẽ điêu khắc gương mặt của mình, ví dụ như mặt vi lai này, mũi được dọc dừa này, xong. Rồi dạ xong rồi bác, có nghĩa là tuổi trẻ chúng ta vẫn có thể làm được nha cả nhà, mà bác sĩ sẽ nhìn theo gương mặt của chúng ta hoặc là cái mong muốn của chúng ta mà điều trị. Vâng, và bây giờ chị Dương đã xong được nửa mặt phần còn lại rồi, là bây giờ mời chị Dương ngồi dậy ha, để có thể xem lại cái kết quả. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rồi đó, bây giờ em có thể gỡ điện thoại ra để em phu sửa chị cái tóc cho chị Dương. Đẹp quá bác ơi, hai cái má giờ đều. À, quan trọng nhất là phải chích lần sau phải nhớ chích bên nào, bên bao nhiêu chỗ nào, bao nhiêu là phải nhớ. Từ môi tươi hơn. Dạ, môi tươi hơn. Đẹp quá chị Dương. Xem ơi, cái cổ kỹ lại đẹp hơn. Đều cái cổ nó bây giờ cái phần này nó đỡ luôn rất là nhiều này. Trời ơi mê ghê á. Lát đẹp chụp chị lại. Dương ơi, chị Dương thích không? Thích không? Mà có đau không chị? À, như kín cánh là dạ, cảm ơn chị Dương rất là nhiều đó. Chị Dương 64 tuổi đó đâu. Mà tinh thần phải nói rất là thích là không sao chị ha, mà chị làm xong chị nói chuyện bình thường phải không chị? Đó bình thường nha. Mà đây là cả nhà ơi, mới điều trị xong tức thời đó nha cả nhà. Nếu như một vài tiếng nữa thì nó lại còn còn ổn hơn nữa, sẽ không có cái vết mà nó hơi bầm bầm một tí, à vết kim nó cũng sẽ được êm hơn. Bác có nói gì không ạ? Bác nói gì bác? Với cái kỹ thuật tiêm filler ha, làm cho cái người phụ nữ này 64 tuổi cảm thấy tươi hơn, à, với giảm đi sổ độ sa trễ, thấy khuôn mặt mình thon gọn hơn, chính xác, thấy ốm hơn không? Đó. Đây là một cái vấn đề là filler không phải là chất làm đầy đơn thuần, mà chỉ tiêm vào để làm cho người ta mập hơn hay bự hơn, hay quá bác, trẻ hơn, sexy hơn, gương mặt tươi hơn, với đôi môi gợi cảm hơn, cái da cổ được giải quyết tốt hơn. Một lát nữa chụp hình lại sẽ so sánh được trước và sau nha. Rồi cảm ơn chị. Rồi, chị nhưng Dương mà ơi, hoàn toàn không đau phải không? Dạ không đau. Chị có thể biểu lộ cảm xúc, cười chút thì hơi đau đau chút xíu, còn cười cũng bình thường. Chị chu miệng ra thử xem. Ok, trời ơi môi đẹp quá, đau quá chị Dương. Đây chị nhìn lại cái hình cũ của chị nè. Đó, thì chị thấy là cái rãnh sâu, với lại cái phần này nè, với cái cổ nó đè, và chụp hình là không thấy được hết á, chứ ở ngoài là sệ hơn nhiều chị ha, cổ sệ mà bây giờ là rất là gọn. Mà hồi nãy cả nhà cũng thấy là before after nửa mặt là cũng thấy nó khác biệt rồi phải không ạ? Trẻ ra. Cảm ơn chị Dương rất là nhiều đã ủng hộ BB mà lại còn đồng ý livestream BB nữa, cho BB nữa để cho chia sẻ cho các chị em phụ nữ biết thế nào là quy trình điều trị filler an toàn và đẹp. Một lần nữa cảm ơn chị rất là nhiều nha. Mời chị nằm xuống để cảm ơn chị nằm xuống để bắt đầu bác sĩ sẽ tiếp tục chăm sóc của chị nữa nha. Đó cả nhà ơi, cho chị sáng sáng này tí xíu này. Tối cho nên này. Cả nhà ơi, cả nhà thấy cái livestream này như thế nào ạ? Có hấp dẫn không ạ? Nếu mà hay á cho Mai biết ý kiến của cả nhà để Mai tiếp tục có những cái điều trị khác, cũng như mí mắt này, nâng mũi này, là những cái dịch vụ khác mà cả nhà thích thì Mai sẽ chia sẻ, hoặc là lấy mỡ mắt hay là nâng cung mày, nói chung nhiều dịch vụ lắm. Cả nhà thích những dịch vụ gì thì Mai chiều cả nhà cái đó, Mai sẽ chia sẻ cho cả nhà để chúng ta an tâm. Chúng ta phải tìm hiểu trước khi mà chúng ta cùng làm đẹp. Một lần nữa cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi livestream của Mai của BB ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.